nay á, nhân sinh á, tâm của họ lì chai đá rồi. khó mà cảm hóa họ đó. Lúc nào cũng quen thuộc với nhẫn tâm. Ngày xưa trước khi nhảy dù xuống đây thì con cũng đã có cái nguyện lực là xuống chịu khổ, mà tiền ngày xưa cũng đã bị khổ, hôm nay cũng phải khổ mới độ được chúng sanh. Lúc nào cũng vậy. Các con có thấy một nhà họa sĩ vẽ bức tranh, bức tranh lúc đó đem về trời, còn lúc họa sĩ còn sống, bức tranh đem về trời bán cho không cũng không anh thèm lấy nữa. Cái nhân sinh họ ngộ vậy đó. Cũng giống giờ mấy con mà có những người giàu có lòng tham á, cái lòng tham con người nó không có tính theo tỷ đô hay là người trong nhà băng có vài trăm đô nha. Người có vài trăm đô mà tâm rộng rãi, chơi xả láng là chơi xả láng, ngày mai đói là tính ngày mai đó. Còn cái hàng có 2 tỷ đô á, kêu nó đi ăn dĩa cơm mà chỗ nào mà bán hơn chỗ kia 2 đồng á, nó không ghé tiệm đó, nó ghé tiệm rẻ tiền, nó không có tin không. Cái tánh tham gì họ tính từ chút, cái gì cũng tính á. Còn đi mua đồ lấy coupon để mà sale á, họ không bao giờ họ nghĩ, họ cứ sống bình thản đi, họ tạo cơ hội cho những cái người ta lo người ta làm ăn cho người ta có chút tiền. Mình không phải là phí tiền, nhưng mà mình phải hiểu không? Có những người kẹo là cả đời vẫn kẹo, lúc nào cũng tính, cuối cùng thấy không, lâu lâu có vô ngó mở cái tủ sắt, đa số là những nhà giàu đem cái hộp sòn với vàng rồi ra ngồi cái gãi rồi đó, mỗi tối trước ngủ như vậy thôi à. Làm như vậy cho tới mấy chục năm, rồi tới lúc mà ngày mà lãnh cái bản án tử hình từ ông bác sĩ là lúc đó không có lâu cũng phải nhức đầu nữa, phải tính không biết cục này cho đứa nào, đứa này bữa kia nó hổm đi má, ô thằng quỷ này tối ngày nó có nhỏ bồ mà nhỏ bộ không có ưa nại khác, cứ ngồi tính tới tính lui cũng không biết cho đứa nào nữa. Rồi cuối cùng chết cha mình mà để cái này lại cho con mình rồi thế nào nó cũng ly dị. Lúc đó mới là cái quả đó. Lúc đó là cái quả. Tại vì biết là chắc chắn là con nhỏ đó mà nó lấy được cái hộp này là nó bỏ thằng chồng nó ngay lập tức, tức là bỏ thằng con mình khổ. Rồi lúc đó còn thông minh mà, đang thông minh mới giàu có không? Mà tưởng tượng con tôi mà khổ nó đâu biết làm gì đâu, bây giờ nó sống lại thuộc tôi. Bây giờ mới mốt nó ra đường nằm ngủ rồi, trời ơi lúc đó không biết ai cho nó cái sleeping bag nữa, rồi mỗi ngày nó ăn cái gì, lo xa lên đến độ lo đến con mà đi thành homeless cũng phải lo nó nữa. Chết cha nó ra đường nó gặp mấy thằng homeless dao búa súng ống rồi nó bị chết bờ chết bụi, rồi ai chôn nó, trời lo tới cái xác ai chôn con mình nữa, đúng không? Cái đầu óc con người nó suy nghĩ như vậy đó. Nên tốt nhất chúng ta sống cứ tự tại,